Cuối cùng tôi cũng đi dự một lễ trao giải. Tội nghiệp Linh, trông anh ấy buồn quá. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại buồn đến thế. Tôi chỉ đi nhận một giải thưởng thôi mà, tôi có rời khỏi anh ấy đâu. Mà nói thật, tôi sẽ chẳng rời xa anh ấy đâu. Không phải vì tình yêu, mà vì tôi cần một người nuôi tôi. Lúc nào anh ấy cũng hỏi bao giờ tôi mới chịu yêu. Để tôi kể cho các bạn nghe. Sự thật là Linh không phải người đầu tiên ngỏ lời yêu tôi. Tất nhiên, nhưng chẳng thằng đàn ông nào từng đến với tôi mà tôi cảm thấy xứng đáng cả. Toàn một lũ kỹ sư, bác sĩ, kỹ thuật viên, dân công nghệ thông tin. Chúng nó hãm lắm. Suốt ngày các anh chỉ biết mời tôi đi uống nước, hết uống nước rồi lại xem phim. Xem phim toàn chọn phim Trung Quốc, phim hành động rẻ tiền. Hẹn nhau bao lần các anh chỉ biết nắm tay tôi thôi, chẳng dám làm gì khác. Ai mà ngờ tình yêu nó lại đáng buồn đến thế. Các anh nghĩ tôi là ai? Trời ơi, chắc các anh nghĩ con gái bây giờ vẫn như ngày xưa. Chết rồi mất, các anh phải xem thời sự nhiều nữa vào. Con gái bây giờ không như các anh tưởng đâu, chúng nó biết hết. Ít ra là tôi không như các anh tưởng. Tôi muốn gì? Tôi muốn gì? Tôi muốn gì? Các anh có bao giờ thật sự quan tâm không? Các anh nghĩ tôi cần một người đàn ông tử tế, trung thực, đẹp trai, khiêm tốn. Rồi ơi, cái lũ đàn ông các anh mới là những kẻ mơ mộng nhất trên đời này. Sự thật là sự thật là tôi chỉ cần một người đàn ông giàu có mà thôi. Thế không? Trăm lời anh nói cũng không bằng làn khói an toàn. Có những lúc tôi nghĩ đến những ngày sau này, khi tôi là các sĩ nổi tiếng, tôi cưới được chồng giàu có, rồi đời tư của chúng tôi sẽ được báo chí mổ xẻ. Tôi thích điều này. Nhưng mà không phải ai trên đời này cũng giàu, mà không phải ai giàu rồi cũng sẽ yêu tôi đủ nhiều để chia sẻ cái giàu đấy với tôi. Tôi nói như thế để các người biết tôi thực tế đến mức nào. Đàn ông là một lũ ích kỷ. Đàn ông không bao giờ đưa hết tiền cho vợ cả. Nếu tôi có con trai, tôi cũng sẽ dạy nó như thế. Nhưng mà nếu không thể chia sẻ tiền bạc với tôi cũng chỉ mong một điều nữa thôi. Đó là hãy giúp tôi, hãy hiểu tôi, hãy lắng nghe những điều tôi mong mỏi. Sự thật là một sự thật nữa. Công nhận là sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng. Nhưng mà thôi thì bởi vì tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh một cô gái chân thành, thẳng thắn, nên là tôi sẽ nói sự thật là sống hơn 20 năm trên đời rồi, tôi chỉ muốn được nổi tiếng thôi. Tôi biết, tôi từng nói với nhiều người rằng
tôi không quan tâm làm nên danh tiếng. Nhưng bây giờ tôi không thể che giấu lòng mình được nữa. Nhưng cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Khi mà chiều nay tôi sẽ đi nhận được giải thưởng. Chết rồi, sắp nổi tiếng mất rồi. Sự thật là đến với bất kỳ người đàn ông nào, tôi cũng chỉ quan tâm đến một điều: họ làm được gì cho tôi, họ có quyền lực không, họ có thể làm nấc thang danh vọng cho đời tôi không. 30 năm qua chẳng ai làm được việc đấy cả. Tất cả những gì mà người tình làm được cho mình là nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo, ô xin nào mà chẳng làm được. Tất nhiên là thời buổi này ô xin cũng chẳng rẻ rúng gì. Nhưng mà tôi cần nhiều hơn thế. Người đàn ông của tôi phải hơn như thế. Quay trở lại với câu hỏi ban đầu. Liệu bao giờ khi tôi yêu Flynn? Chắc là chẳng bao giờ. Tôi nói mãi rồi, chắc mọi người cũng hiểu tại sao. Khổ thân anh ấy quá. Nhưng mà cái gì cũng thế thôi. Có đi, có lại. Những người đàn ông khác có tiền, có tài. Nhưng mà vấn đề là tôi cần họ, mà họ cũng cần tôi đâu. Làm sao tôi có thể đòi hỏi họ khi bản thân mình chẳng có gì để cống hiến. Tôi có gì? Rất nhiều đứa con gái, biết quá nhiều, biết chụp ảnh, biết xớp ảnh, biết quyến rũ cách tự nhiên, biết gợi dục, biết làm thơ, biết tỏ ra hồn nhiên, trong sáng, biết sống có chân lý. Còn tôi chẳng có gì. Tính tôi quá thẳng thắn, tôi lại không khéo léo. Tôi có biết nói dối ai cái gì đâu ạ. Tôi lại còn xuất thân từ chốn nhà quê nữa. Tôi chỉ có mỗi cái này. Người ta cứ chỉ thích ca sĩ lên sân khấu ăn mặc hở ha. Nhưng mà có gì thì phải cố mà khoe ra chứ. Sống trên đời thì phải làm cái gì, nhưng mà không phải để khoe cho người khác thấy những gì mà mình có. Có một người bạn rất thân mà tôi không nhớ tên. Và nói với tôi rằng trong trái tim đứa đứa tiềm ẩn sức mạnh thích thường, trong sự bao trùm của nỗi đau mình không tăng trở được cảm nhận, chứ không được một cái trở ngại thử thách nó thôi. Hộ để hứa hẹn cách thực sự khó khi người ta không dám nâng đầu, nó sợ sẽ bị bại nữa không nếu người ta không dám đối mặt. Các bạn thấy có đúng không? Đúng quá đi chứ. Tôi đã vượt qua bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn, và giờ đây vinh quang danh God.